Thưa các anh chị, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và tòa đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Như vậy, bà Trương Mỹ Lan cần làm gì tại phiên phúc thẩm cũng như trước đó để thoát án cao nhất? Thứ hai nữa, chúng tôi muốn hỏi các anh chị, nếu các anh chị là người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, các anh chị không về quê, không đi chơi xa trong thời tiết nắng nóng này, thì ở lại thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 5 ngày, các anh chị đi đâu, làm gì? Nhiều người sẽ hỏi rằng hai vấn đề này hoàn toàn không liên quan gì với nhau. Trước các anh chị, hai vấn đề này là một, chứ không phải là không liên quan. Và chúng tôi sẽ trình bày ngay sau đây. Nhiều anh chị nói rằng đã có quy định rồi, bà Trương Mỹ Lan cứ nộp lại 3/4 số tài sản tham ô. Ở đây, tòa đã chốt lại bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 673.000 tỷ đồng. Cứ nộp 3/4 số tiền đó thì sẽ được thoát án tử hình, thoát án cao nhất. Xin lỗi, có phải như vậy không? Thưa, hoàn toàn không đúng. Để thoát án cao nhất, bị cáo khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời có yêu cầu những quy định khác nữa kèm theo, là quy định cần và đủ. Chúng tôi xin trích dẫn văn bản pháp điển và nói riêng về trường hợp bà Trương Mỹ Lan luôn. Theo ông Nguyễn Sơn, nguyên phó chánh án tòa án nhân dân tối cao, không phải cứ nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô là thoát án cao nhất. Khoản C điều 40 Bộ luật hình sự 2015 về hình phạt tử hình quy định, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không thi hành án tử hình với họ. Khi đó, chánh án tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt sang hình phạt tù chung thân. Theo ông Sơn, luật đã quy định rất rõ, người có thẩm quyền chuyển hình phạt tử hình sang phạt tù chung thân là chánh án tòa án nhân dân tối cao. Cho nên trong quá trình xét xử, thi hành án, các cơ quan có thẩm quyền có quyền kiến nghị chánh án tòa án nhân dân tối cao xem xét nếu thấy người phạm tội đã khắc phục ít nhất 3/4 tài sản, nhận hối lộ hoặc tham ô. Và không, theo luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn luật sư Hà Nội, không phải người phạm tội nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ là được áp dụng quy định chuyển hình phạt, mà cần phải hội đủ các yếu tố cần và đủ, gồm chủ động hợp tác, nộp lại 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Và thưa anh chị, như vậy bà Trương Mỹ Lan phải thỏa các điều kiện đó. Thỏa các điều kiện đó có nghĩa là nộp lại 3/4 số tài sản tham ô và phải tích cực hợp tác điều tra. Và ở đây chúng tôi cho rằng cả hai là một thôi. Vì sao như vậy? Thưa các anh chị, những người dân thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, dịp lễ này 5 ngày dịp lễ khá dài ngày, nếu không về quê, như chúng tôi không có quê đi về, quê gần quá thôi, về hoài, hoặc là không có nhu cầu đi chơi xa, nắng nóng, thời tiết vân vân, chi phí thì ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Ở lại thành phố Hồ Chí Minh thì đi chơi ở đâu trong những ngày này? Thưa các anh chị, không có nơi nào để đi chơi cả, hoặc là cũng là cà phê rồi ẩm thực vân vân thôi. Thật là kỳ lạ, một đô thị, siêu đô thị lớn nhất Việt Nam, hàng đầu Việt Nam, so với những đô thị khác lại thua kém toàn diện về phúc lợi xã hội, đặc biệt là vui chơi giải trí. Chúng ta so sánh những nơi khác, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nam Bộ nữa, các tỉnh miền Trung nữa, nơi nào cũng đầy dẫy các khu vui chơi giải trí tầm cỡ, thu hút khách du lịch địa phương, bản địa, các địa phương khác và khách quốc tế. Còn Việt Nam không, còn thành phố Hồ Chí Minh không có cái gì cả,
anh chị hãy kể thêm một khu vui chơi ở cái tầm cỡ đẳng cấp Việt Nam và đẳng cấp Thành phố Hồ Chí Minh xem có hay không. Hoàn toàn không có, hoàn toàn không có. Tại sao như vậy thưa anh chị? Tại sao như vậy? Không phải vì chính sách gì cả, trung ương đào tạo tạo điều kiện tối đa cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, nhưng tại sao như vậy? Tại vì bà Trương Mỹ Lan đã vượt qua mọi cơ chế kiểm soát, thâu tóm toàn bộ đất vàng, đất kim cương, đất kim cương. Như thế còn đâu đất vàng, đất kim cương để mà xây dựng khu vui chơi giải trí, để mà xây trường học mới, để mà xây bệnh viện mới. 20 năm rồi, Thành phố Hồ Chí Minh có làm thêm bao nhiêu bệnh viện thưa các anh chị? Cho nên khi xảy ra dịch Covid-19, thì sao? Thì phải làm bệnh viện dã chiến, bởi vì bệnh viện công, bệnh viện tư nhân huy động hết rồi cũng không đủ, không đủ. Vì sao như thế? Vì sao siêu thị thế lại không có bệnh viện dự phòng cho những trường hợp đó? Vì bà Trương Mỹ Lan và định chế kiểm soát kèm theo của nó đã đưa những công thổ quốc gia, những tài sản quốc gia vào tay bà Trương Mỹ Lan hết. Và thứ hai, chúng tôi nói cho anh chị biết rằng nhiều doanh nghiệp nói rằng có những tài sản họ rất thích, họ đầy đủ khả năng để mua lại, để xin làm dự án bệnh viện trường học, nhưng mà đã nghe nói chị Lan đụng vào rồi, rước vào là chết, vỡ đầu ngay. Thế lực của chị Lan là vô biên, và nhiều người nói rằng bà Lan sao gì mạnh như thế, là có nước ngoài sau lưng, bà giàu lắm. Không phải thưa anh chị, không phải thưa anh chị. Tòa án đã chứng minh rồi, bà Trương Mỹ Lan là một người tay không bắt giặc, một người không có tài sản gì cả, không có tài sản khí mà lập nghiệp, khởi nghiệp ở chợ An Đông. Rồi khi bà bằng một mối quan hệ nào đó thâu tóm được một số tài sản và thâu tóm SCB, thì lúc đó bà chỉ có 60 danh mục tài sản mà thôi, và lên hàng ngàn danh mục tài sản. Là nhờ cách nào, làm cách nào thưa anh chị? Cách nào thưa anh chị? Tiến sĩ luật gia doanh nhân Nguyễn Thị Son, một người được mệnh danh là lão Phật gia trong làng doanh nghiệp, đã chỉ ra phương thức của bà Trương Mỹ Lan như sau: Vạn Thịnh Phát mua các tài sản lớn rồi cho định giá lại, nâng giá trị tài sản rồi bán lại cho các công ty con, công ty mới lập ra chỉ để làm giao dịch mua lại tài sản của chính Vạn Thịnh Phát hay của bà Trương Mỹ Lan với giá cao hơn thực tế để được gia vốn ngân hàng với số tiền lớn hơn giá trị thực của tài sản. Như thế là phạm tội lừa đảo. Bà Lan phạm tội có tổ chức lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều dự án vay tương tự như thế. Bà Lan dùng uy tín và quyền lực tiền bạc để cho tiền cấp dưới mua chuộc, cho tiền cán bộ nhà nước để khai thác lòng tham, lòng biết ơn của họ mà buộc phải tục tùng theo sự chỉ đạo sai trái của bà Lan. Rõ ràng đây là tội hối lộ. Tất cả những người nhận hối lộ của bà Lan đều phải được làm rõ và nộp lại tài sản đó để khắc phục hậu quả. Các anh chị, cơ quan điều tra đã chỉ ra rất rõ và hội đồng xét xử cũng làm rõ rồi. Bà Trương Mỹ Lan không phải là người có tiềm lực vô cùng lớn như bà từng quảng bá và khai nhận tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa. Trước đó giai đoạn cơ quan điều tra không xác định, nhưng mà bà Trương Mỹ Lan cũng không phải là một doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam khi thâu tóm ngân hàng. Bà Trương Mỹ Lan chỉ có 60 danh mục tài sản mà thôi, và sau đó bằng phương thức như thế nào đó để nhận được dự án, nhận được tài sản. Khúc này cơ quan điều tra chưa làm, chỉ là khi có được tài sản rồi, tài sản là bà Lan bán lại cho những doanh nghiệp khác với giá cao hơn rất nhiều, bán lại cho những công ty con với giá cao hơn rất nhiều, rồi dùng dự án mới, giá trị mới đó để thế chấp ngân hàng và rút ra số tiền lớn hơn. Và cái đà là cứ như vậy. Và đặc biệt một biện pháp cực kỳ thô thiển như thế, rất dễ phát hiện như thế, tài sản nó có giá trị điển hình bằng khung giá đất thưa các anh chị, rồi bằng giá thị trường, bằng giá của những miếng đất xung quanh tại khu vực đó. Thế thì hàng ngàn danh mục tài sản được nâng cao giá trị lên như thế mà định chế kiểm soát hoàn toàn không kiểm soát gì cả, là như thế nào thưa các anh chị? Như vậy chúng tôi muốn nói như thế này: định chế kiểm soát nào, vị lãnh đạo nào trong vòng 20 năm qua, 30 năm qua
đã để cho bà Trương Mỹ Lan thao túng nền kinh tế Việt Nam luôn, đặc biệt là nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh, thâu tóm những mảnh đất vàng, đất kim cương. Lẽ ra nó phải là trường học, phải là bệnh viện, phải là khu vui chơi giải trí, tạo phúc lợi hàng hữu cho người dân. Còn bây giờ nó biến thành tài sản của bà Lan, và bà Lan không làm gì hết, chỉ dùng bán cho doanh nghiệp khác kiếm lời, hoặc bán cho công ty con của bà, rồi nâng giá trị cao lên. Vậy kể cả hành động thâu tóm và hành động nâng giá trị nó lên, định chế kiểm soát nào đã buông lơi tất cả những điều đó để bà Lan thực hiện được như vậy. Thưa quý vị, trên cuộc đời này, bánh ít đi thì bánh quy lại, không có chuyện cán bộ của chúng ta mù mờ đến mức độ không biết gì cả để cho bà Lan qua mặt như vậy. Thưa quý vị, không qua mặt được đâu. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề của chúng tôi, của tôi và của các anh chị, mà là của cơ quan điều tra và của các định chế kiểm soát cao hơn định chế kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó sẽ được làm rõ trong thời gian sắp tới. Chúng ta là người dân bình thường, chúng ta còn thấy huống hồ là đảng, chính phủ và nhà nước. Tuy nhiên ở đây nó có nguyên tắc bất thành văn là bánh ít đi bánh quy lại. Bánh quy lại, tôi thâu tóm được miếng đất đó, lấy được cái dự án đó, chị có cơm thì em có cháo, phải không? Nói có sách mới có chứng. Chúng tôi không phải nói tất cả, chúng tôi dẫn chứng một vụ mới nhất. Đó là cơ quan điều tra cho rằng trong quá trình thực hiện dự án tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh dù biết rõ sai phạm nhưng vẫn chỉ đạo thuộc cấp làm trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước. Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án với 3 đoạn giai đoạn, tổng trị giá 425 tỷ đồng. Điều tra cho rằng sau khi gặp nhau ở lễ khánh thành khu nuôi cấy mô của trung tâm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp liên hệ thỏa thuận với bà Dơ Bị Can Vương Hoa Xô, cựu giám đốc trung tâm, để cho công ty IC trúng thầu thực hiện 10 gói thầu thuộc dự án 12 phòng thí nghiệm của trung tâm. Và những người này đã được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tức là những người có thẩm quyền trong việc phê duyệt dự án, thực hiện dự án này, đã được thừa hưởng tiền hối lộ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm. Ông Dương Hoa Xô được hàng tỷ đồng, những người khác có liên quan cũng được hàng trăm triệu đồng, và một cán bộ được nhận tiền ít nhất được 50 triệu đồng. Thưa chị, đó là nguyên tắc bánh ít đi, bánh quy lại. Bánh quy lại. Đây chỉ là một dự án thôi, bé nhỏ nhoi thôi, mà số tiền nó còn là như vậy. Số tiền thiệt hại cho nhà nước là hàng trăm tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng. Số tiền cán bộ hưởng lợi là hàng tỷ đồng. Vậy thì với hàng ngàn bất động sản vàng kim cương khắp nơi, thì liệu, chúng tôi đặt vấn đề thôi, liệu bà Trương Mỹ Lan có lấy không không hay không, hay là cũng phải thực hiện những thủ tục bôi trơn như quy luật ngầm bình thường, thưa các anh chị. Như vậy, tại cơ quan điều tra và tại tòa, hội đồng xét xử đã xác định bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt, tức là sau khi khấu trừ tất cả tiền lãi, tiền sử dụng trong công ty, vân vân, tất cả các khoản, thì còn 673.000 tỷ đồng bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt. 673.000 tỷ đồng không phải là cây kim sợi chỉ, mà nó vô hình, khổng lồ như thế, nó phải nằm ở đâu đó dưới dạng thức tài sản nào đó, là bất động sản, là kim cương trong két sắt, là vàng, là ngoại tệ khác, là các loại giấy tờ có giá trị khác. Vậy thì 673.000 tỷ đồng đó, kho báo Trương Mỹ Lan, nó không phải nằm ngoài biển, không như một cái trend đang phát triển,
không phải nằm trên rừng, mà nó phải nằm ở một đâu đó hoặc ai đó giữ giùm. Chỉ có bà Trương Mỹ Lan mới biết. Như vậy ở phiên phúc thẩm, muốn thoát án cao nhất, bà Trương Mỹ Lan phải chỉ ra 673.000 tỷ đồng mình chiếm đoạt đó, nó đang nằm ở đâu. Nó không phải là cây kim sợi chỉ, nó phải nằm ở đâu đó, nó phải được tiêu thụ ở đâu đó dưới dạng thức nào đó. Nếu bà Trương Mỹ Lan làm điều đó, có nghĩa là bà thực hiện cùng lúc hai việc: thu hồi tài sản để nộp lại nhà nước, và thứ hai nữa là đái công chuộc tội. Xin cảm ơn các anh chị.